Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, nhà cầm quân người Nhật Bản đã tiết lộ nguyên nhân U23 Thái Lan thất bại trước Australia, nhưng không quên dành lời khen ngợi cho tinh thần của các học trò. Huấn luyện viên Nishino bắt đầu cuộc họp báo sau trận đấu bằng lời khen các học trò. Cả đội đã chiến đấu hết mình và mỗi cầu thủ đều làm những gì tốt nhất họ có thể làm. Nền tảng thể lực của Thái Lan là không đủ để chơi suốt 90 phút với cường độ cao. Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng sử dụng kỹ thuật chơi bóng xẹt, chuyển nhanh. Hiệp 1 chúng tôi đã thành công, điều đó rất tốt, ông cho biết. Tuy có bàn dẫn trước, Thái Lan đã để cho Australia lật ngược thế cờ với hai bàn thắng của D'Agostino. Ông Nishino nhìn nhận mấu chốt của sự thất bại như sau. Các cầu thủ hàng công luôn cố gắng sử dụng tốc độ để thích nghi với lối chơi này. Sang hiệp 2, họ không còn đua thể lực với đối thủ được nữa. Cách chơi này đã được ban huấn luyện cân nhắc lại. Trả lời câu hỏi về việc vì sao không thay đổi đội hình ra quân so với chiến thắng 5 sao trước Bahrain, ông Nishino cho biết. Chúng tôi quyết định không thay đổi vì cả 11 cầu thủ đều hiểu rõ lẫn nhau và chiến thuật. Chẳng sao đâu, trận thua này sẽ không khiến chúng tôi nhìn nhận lại về đội hình. U23 Thái Lan đã chịu tổn thất lực lượng khi Supachai và Supanat dính chấn thương và phải rời sân giữa hiệp 2. Ông Nishino khẳng định, cả hai bị căng cơ, tuy nhiên Supanat và Supachai đều ổn, họ sẽ có buổi khám để xem chi tiết hơn. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sau. Chia sẻ về sự đi xuống về mặt thể lực lẫn thế trận của U23 Thái Lan trong hiệp 2, ông Nishino cho rằng lý do là bởi kinh nghiệm. U23 Thái Lan thất thế trong hiệp 2 bởi các cầu thủ không có tâm thế của kẻ mạnh. Đội bóng lớn khi dẫn trước sẽ luôn biết cách làm điều họ muốn làm. Thái Lan đã làm gì? Chúng tôi muốn cầu thủ phải cầm được bóng trước nhưng họ luôn để mất bóng. Nhìn chung là các cầu thủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ phải giúp họ thấu hiểu từng giai đoạn kiểm soát bóng, ông tiếp tục. Đối diện với nguy cơ bị loại nếu thua Iraq ở lượt cuối, ông Nishino khẳng định tất cả các cầu thủ đều sẽ cố gắng hết sức, giải đấu càng sâu sẽ càng quan trọng. U23 Thái Lan sẽ cố gắng vượt qua vòng đấu bảng. Trận sau sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Những cầu thủ có thể trạng tốt nhất được xem xét kỹ lưỡng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản cũng nhìn nhận lại thành phần đội tuyển U23 Thái Lan từ sau thất bại tại SEA Games 30, ông cho biết. Từ SEA Games 30 tới giờ và ngay cả sau những thay đổi về nhân sự, chúng tôi đã hiểu rõ những cầu thủ hơn. Phải thừa nhận là thế hệ cầu thủ Thái Lan có tiềm năng và tương lai sáng lạn. Tôi sẽ cố gắng để phát triển họ, đưa ra những sân chơi lớn rất khó để phát triển nếu không giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một đội U23 thực sự mạnh, ông cho biết. Cuối cùng, ông Nishino nhấn mạnh về nguyên nhân thất bại trước Australia. Tôi đã xem trận đấu Australia gặp Iraq, họ chạy cả trận và có nhiều sự thay đổi nhân sự. Chúng tôi toan tính là sẽ làm cho Australia kiệt sức nhưng họ chính xác hơn. Kỹ thuật của các cầu thủ của họ tốt còn giúp họ kiểm soát tốt trận đấu. Tôi phải thừa nhận là U23 Thái Lan thất bại vì không thể đấu thể lực với đối thủ. Các cổ động viên của đội chủ nhà U23 Thái Lan bày tỏ sự thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà của ông Nishino thua ngược dù có thời điểm áp đảo. Thậm chí có cổ động viên còn thốt lên, tưởng ông Nishino thế nào, thật thất vọng. Thưa quý vị và các bạn, trên trang mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan đăng kết quả thua ngược 1-2 của đội nhà trước Australia và lập tức nhận được tương tác lớn từ các cổ động viên. Phần lớn trong số này tỏ ra thất vọng và đổ lỗi cho những cầu thủ và huấn luyện viên trưởng. Thua rồi, thật thất vọng nhưng các cầu thủ dường như kiệt sức, hàng phòng ngự của chúng ta chơi không hề tốt. Giờ đợi trận thứ 3 gặp Iraq thôi, một cổ động viên có tên là Akalai chia sẻ. Tài khoản có tên là Emalai Alia bình luận. Vì sao không tung Ben Davis vào sân, số 19, Suan KF chơi quá kém. Cổ động viên Nasari bình luận nhấn mạnh, Suan KF chạy như gã hề vậy, anh ta làm cái gì trong sân thế, ông Nishino tại sao lại không thay ra. Một số còn nặng lời khi chỉ trích chiến thuật của ông Nishino, dù Thái Lan có một hiệp 1 tương đối áp đảo. Tưởng ông Nishino thế nào, chứ thế này thì thật thất vọng, bóng đá đâu phải cứ lao lên là thắng, một tài khoản có tên là Lan Ha quả quyết cho biết. Tài khoản Phong Sakhon bình luận, bản lĩnh của Thái Lan đâu cả rồi, ông Nishino phải làm gì đi chứ. Một cổ động viên Thái Lan khác thì chọn cách nhìn vào mặt tích cực của trận đấu. Ngày xưa gặp đối thủ kiểu Australia là thua 0-3, 0-4 rồi, thua 1-2 có thể xem như tiến bộ lắm rồi. Tài khoản có tên là Naikam Alinai chia sẻ. Đình Trọng đem tin vui cho người hâm mộ, nuốt trọn giáo án. Huấn luyện viên Park Hang-seo hớn hở trên sân tập U23 Việt Nam. Trung vệ Đình Trọng đang rất tích cực tập luyện để chờ ngày trở lại trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam sau chấn thương. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì Đình Trọng đã có 40 phút ra sân ở trận đấu với U23 UAE ngày hôm qua. Anh được huấn viên Park Hang-seo tung vào sân từ phút 50 thay cho trung vệ Huỳnh Tiến Sinh đã nhận một thẻ vàng. Sự xuất hiện của Đình Trọng trên sân đã giúp cho hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam tạo được sự tin tưởng hơn. Kinh nghiệm cũng giúp cho Đình Trọng phối hợp bọc lót tốt cho các đồng đội. Trong buổi tập sáng ngày 11 tháng 1 của đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ đá chính đấu với UAE nghỉ tập. Nhóm các cầu thủ dự bị hoặc không thi đấu, trong đó có Đình Trọng, phải trải qua buổi tập khá vất vả dưới nắng nóng của Buriram. Đình Trọng và các đồng đội phải thực hiện nhiều bài tập khác nhau, ngốn nhiều thể lực. Mặc dù vậy thì tín hiệu vui là anh đã thực hiện trọn bài tập của U23 Việt Nam. Dù đã có thể thi đấu trở lại, việc có sử dụng hay không Đình Trọng đang là vấn đề với huấn luyện viên Park Hang-seo. Thầy Park cho biết là sẽ tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định để Đình Trọng đá chính trong trận gặp Jordan vào ngày 13 tháng 1 tới hay không. Trong khi đó thì phía câu lạc bộ Hà Nội cho biết là Đình Trọng chưa bình phục 100% chấn thương. Thông lệ trước đó thì trong các buổi tập của U23 Việt Nam, cánh báo chí chỉ được tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu tiên. Nhưng sáng ngày 11 tháng 1, thầy Park quyết định để truyền thông theo dõi cả buổi tập của đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thể hiện tâm trạng vui vẻ và liên tục chào hỏi các phóng viên. Cà khịa Việt Nam, người Thái lộ nguyên hình nhận cái kết. Thầy trò ông Nishino đã trở lại mặt đất sau thất bại muối mặt trước Australia. Thưa quý vị và các bạn, trước trận gặp U23 Australia thì người hâm mộ xứ sở chùa vàng gáy rất to khi mỉa mai rằng là nếu hai đội đụng độ tại vòng chung kết U23 châu Á, Thái Lan sẽ hủy diệt Việt Nam với tỷ số tận 10-0. Trong quá khứ thì người Thái đã rất nhiều lần nổ tung trời và nhận cái kết đáng lòng trước dòng vàng. Thế nhưng kinh nghiệm xương máu 2 năm qua không khiến cho các cổ động viên của họ học được tính khiêm tốn. Không cần phải chờ đợi lâu, thầy trò ông Akira Nishino, như quý vị các bạn đã biết, bất ngờ thi đấu bạc nhược và thua Australia dù đã có bàn vươn lên dẫn trước. Trận đấu tối ngày hôm qua trước Australia đã đưa U23 Thái Lan quay trở lại mặt đất. Người Thái lộ nguyên hình là đội bóng còn nhiều hạn chế về mặt thể lực. Đoàn quân của ông Akira Nishino cũng chưa chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu. Đó là chưa kể, họ thiếu một cầu thủ có khả năng dẫn dắt thế trận, vực dậy tinh thần của đội bóng vào thời điểm khó khăn nhất. Công tâm và đánh giá, tiểu voi chiến thi đấu tưng bừng trong hiệp 1, chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức các đợt hãm thành, đẩy hàng thủ U23 Australia vào tình trạng báo động đỏ. Bàn thắng từ cú sút bồi của Anon vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà họ tạo ra. Nếu thầy trò ông Nishino đủ bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu thì họ có thể ra đòn kết liễu đánh sập Australia. Tuy nhiên, những Supachai, Supachok lần lượt để cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày một cách đáng tiếc. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn gia tăng cách biệt thì U23 Thái Lan phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của trái bóng tròn. Ở phút 44, hàng thủ đội nhà thi đấu hớ hênh để cho D'Agostino thoát xuống dứt điểm treo góc gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia. Bàn thắng này giúp cho Australia lên tinh thần, trong khi đó Thái Lan bất ngờ sa sút một cách khó tin. Hiệp 2 thì người Thái chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, không còn đủ thể lực để duy trì cường độ thi đấu cao. Đội chủ nhà gồng mình chịu trận trước những pha tấn công dồn dập của đối phương. D'Agostino có pha lập công thứ hai ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia. Lẽ ra người Úc đã có thể ghi bàn nhiều hơn nếu hàng công dứt điểm lạnh lùng và chính xác hơn. U23 Thái Lan thua ngược Australia đã trở nên run rẩy và sợ hãi khi phải đối đầu với nguy cơ bị loại sớm. Thầy trò ông Nishino đang đi trên con đường của chủ nhà Trung Quốc cách đây 2 năm tại Thường Châu. Khi đó thì Trung Quốc quật ngã Oman với tỷ số 3-0 trong trận ra quân. Thế nhưng họ liên tục bại trận trước Uzbekistan, Qatar và cay đắng bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Lượt cuối cùng, Thái Lan sẽ đối mặt với U23 Iraq, đội cầm hòa Australia trong trận ra quân với tỷ số 1-1 trước đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Ở phần sau của bản tin này thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đã có trên kênh mà có thể quý vị và các bạn chưa kịp cập nhật. Đấu U23 Jordan, U23 Việt Nam gặp lại trọng tài đang giữ kỷ lục bóng đá Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã cho công bố tổ trọng tài chính sẽ làm nhiệm vụ trong màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan vào ngày 13 tháng 1 tới. Nhân vật được trao quyền cầm cân nảy mực chính là ông trọng tài Sato tới từ Nhật Bản. Đây là lần thứ hai ông Sato làm nhiệm vụ ở vòng chung kết U23 châu Á sau cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Bahrain ở trận mở màn. Ông Sato năm nay 42 tuổi và là một trong những trọng tài kinh nghiệm nhất nhì ở châu Á. Trong suốt sự nghiệp, ông đã nhiều lần điều khiển các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup hay vòng loại World Cup. Tại Asian Cup diễn ra hồi đầu năm 2019, vị vua áo đen này bắt chính trong 4 trận, đáng chú ý có trận tứ kết giữa chủ nhà UAE và Úc. Khi ra sân, vị trọng tài sinh năm 1977 được đánh giá cao bởi sự công minh và có trình độ chuyên môn cao. Theo Transfermarkt, ông Sato đã rút ra 1.507 thẻ vàng, 61 thẻ đỏ và thổi 104 quả 11m trong sự nghiệp của mình. Với info trên của ông Sato thì U23 Việt Nam có thể yên tâm phần nào ở trận tới. Ngay mở màn, chúng ta đã được trọng tài chính Muhammad Taki có chút gọi là ưu ái bằng việc không truất quyền thi đấu với Tấn Sinh. Thực tế là ông Sato cũng không lạ gì với bóng đá Việt Nam. Hồi năm 2014, ông từng được VFF mời và trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên làm nhiệm vụ ở V-League. Ở cấp độ đội tuyển, ông cũng có một số cơ hội cầm còi một số trận đấu của Việt Nam. Năm 2012, ông điều khiển trận Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan tại AFF Cup và trận hòa 0-0 của đội U19 Việt Nam trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở vòng loại Asian Cup một năm sau, ông làm nhiệm vụ trong ngày mà đội tuyển Việt Nam thua 0-5 trước UAE. Hai trợ lý của ông Sato là đồng hương Hiroshi và Miharajun, điều hành tổ VAR là trọng tài Kimura cũng tới từ Nhật Bản.